nấu canh chua cá lóc thơm ngon, đậm đà đến tê tái con tim cho gia đình bạn những ngày hè. Cách nấu canh chua cá lóc cực ngon, ai ăn cũng nghiền. Món canh chua cá lóc này rất dễ ăn và dù là tiết trời nào đi nữa cũng sẽ rất hấp dẫn mọi người. Nghe qua thì tưởng đơn giản nhưng muốn có được một tô canh chua cá lóc thơm ngon thì phải nắm các bí quyết này nhé. Cách chọn cá lóc ngon. Cá lóc còn có các tên gọi khác như cá quả, cá chuối, v.v. Khi chọn cá lóc để nấu canh chua, ngoài việc chọn cá tươi ngon thì ta cũng nên chú ý những nét phân biệt để tránh mua nhầm cá lóc từ Trung Quốc. Cá lóc Trung Quốc có màu đen sậm, thân tròn ngắn, to hơn cá lóc ta. Cá lóc Trung Quốc vì thời gian vận chuyển lâu nên cá ươn dài, phần thân cầm lên mềm nhũn, không chắc tay hay quẫy đạp, sẽ khó đánh vẩy, bụng nhiều mỡ, thịt nhão và có mùi hôi. Cá lóc Việt Nam màu đen vàng, phần đầu to vuông hoặc nhọn, mình thuôn dài, đuôi dẹp, sờ vào chắc tay, có quẫy đạp, di chuyển nhanh nhẹ. Cá lóc tươi ngon nhất vào chính vụ khoảng tháng 10, tháng 11. Một điểm dễ phân biệt cá lóc tươi là phần hậu môn của cá sẽ rất nhỏ, nếu bị nở to thì cá đã rất ươn, ốm bệnh hoặc có khi bị tẩm ướp chất bảo quản. Nguyên liệu nấu canh chua cá lóc ngon. Cá lóc, một con vừa khoảng 6-7 lạng. Cà chua, 2 trái. Đậu bắp, 5 trái. Bạc hà, dọc mùng, 2 cây. Thơm, 1 góc 4 trái vừa. Giá sống, 1 lạng. Me chua 9 lạng. Rau thơm, ngò tàu, 1. Tùy ý, hành lá, hành khô, ớt bột, tùy ý. Gia vị, mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu, dầu ăn. Sơ chế nguyên liệu canh chua cá lóc. Sơ chế cá lóc, sau khi đã chọn được con cá ưng ý, bạn nên nhờ người bán cắt mang, làm sạch ruột, đánh vẩy cá cho gọn gàng. Mang phần cá đã được làm ruột chà sát với muối hột hoặc rửa kỹ bằng rượu trắng trên nước chanh trên giấm trên nước vo gạo bát cứ thứ nào bạn có sẵn để khử sạch hết nhớt và khử mùi tanh. Rửa sạch bằng nước lạnh rồi cắt thành khoanh tròn vừa ăn. Đem phần cá đó ướp với chút nấm, đường, hạt nêm khoảng 15 phút cho thấm gia vị. Sơ chế các nguyên liệu khác. Cà chua rửa sạch, bỏ cuống, cắt múi cau vừa ăn. Đậu bắp rửa sạch, bỏ cuống và đuôi, cắt khúc vừa ăn. Bạc hà tước vỏ bên ngoài, rửa sạch, cắt xéo vừa ăn. Thơm rửa sơ nhẹ nhàng, cắt xéo vừa ăn. Giá sống ngâm với nước muối pha loãng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước lã và để ráo. Rau thơm, hành lá, bỏ dĩa, làm sạch rồi cắt nhỏ. Hành khô tước bỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Me chua chín ngâm với nước nóng, dầm cho tan thịt me, lọc lấy nước, bỏ hạt. Cách nấu canh chua cá lóc ngon. Bước 1. Khử dầu ăn với phần hành khô đã băm nhỏ, cho cà chua và thơm vào xào sơ để tạo màu và mùi thơm rồi vớt ra. Bước 2. Cho cá vào xào sơ, đảo thật nhẹ để không nát cá rồi cho nước lọc vào vừa đủ khẩu phần để nấu canh. Cho tiếp phần nước me đã lọc vào. Nêm vào tí hạt nêm, muối, đường, bột ngọt sao cho vừa ăn. Bước 3. Nấu sôi khoảng 3-5 phút cho cá chín tới, thường xuyên ướp bọt để nước trong. Bước 4. Cho đậu bắp, bạc hà, giá sống, cà chua và thơm nạc nổi. Nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho vừa ăn. Có thể cho vào tí xíu ớt bột để có vị cay nếu muốn. Bước 5. Nấu thêm 1-2 phút nữa cho sôi rồi cho rau thơm, hành lá, hạt tiêu vào và tắt bếp. Cách dùng món canh chua cá lóc. Món canh chua cá lóc này ăn với cơm trắng dẻo hoặc ăn với bún tươi giống như ăn lẩu đều rất ngon. Nước chấm thích hợp nhất là mắm mặn dầm ớt tươi cay nồng. Yêu cầu thành phẩm món canh chua cá lóc. Tô canh chua cá lóc có đầy đủ màu sắc bắt mắt, mùi thơm của cá và các loại rau gia vị. Nước canh trong, ngọt thanh, vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện đậm đà, vừa ăn. Cá lóc vừa chín vừa, thơm ngọt thịt, không bị bở và có mùi tanh nồng. Giá, bạc hà, đậu bắp cùng các loại rau thơm vừa chín tới, giữ được độ giòn, tươi ngon.